Năm mới, Tết đến xuân về, app dầu, app mở trên nở, app đăng ký kênh Quân Torico để nhận được những thông báo video mới nhất từ kênh của mình. Vì vậy nên các bạn hãy tự giác đăng ký kênh Quân Torico để trở thành một người thanh lịch, văn minh, đẹp trai, xinh gái và có thật nhiều may mắn tốt lành trong năm mới này các bạn nhé. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào thân ái và quyết thắng trong trở lại với channel của mình là Quân Torico đây. Rất vui khi là trong series Run City và xin một ngày tốt lành và niềm vui cho cuộc sống, xin cảm ơn. Rồi, ok, và trong video hôm nay thì chúng ta nói chung là cũng sẽ đến với lại một nhân vật mà chúng ta đã muốn là review từ rất lâu rồi. Tuy nhiên thì đầu tiên chúng ta sẽ đến lại dàn farm kinh nghiệm của mình nha các bạn, để chúng ta lên level là 84. Wow, rất là tuyệt vời phải không nào? Chúng ta gọi là mỗi lần chúng ta vào thì đã có thể là lên được một level rồi, rất là nhanh luôn. Như các bạn thấy thì lượng vàng của mình chỉ còn lại là khoảng tầm 4,3 là tỷ mà thôi. Đấy, thì cũng sắp sửa là chúng ta hết dàn farm rồi đấy. Nhưng mà mình nghĩ là chúng ta sẽ còn lên được thêm vài cấp nữa. Rồi, và nhân vật mà ngày hôm nay chúng ta sẽ nhắm đến đó chính là thủ lĩnh Clan 8 nha các bạn. Ok, chúng ta cùng nhau đi tìm anh ấy nào. Anh ấy là ai? Anh ấy ở đâu? Anh ấy có cái gì? Thì hôm nay chúng ta sẽ xem thử nha. Và trong trí nhớ của mình thì thủ lĩnh Clan 8 chúng ta có hệ gì đây? Một là hệ băng. Đúng rồi, plastic mà các bạn. Nãy sẽ có là hệ băng rồi. Và hai là hệ lửa. Đúng rồi các bạn. Là anh ấy chúng ta sẽ lúc nào cũng hay là có hệ lửa cả. Rồi, và hệ tiếp theo có lẽ nào chính là hệ đất các bạn. Rồi, và hệ cuối cùng của anh ấy thì sẽ là, đúng các bạn, hệ đấu sĩ. Và đây chính là anh chàng thủ lĩnh Clan 8 Reflected Revenge các bạn. Tại vì nói chung là chúng ta khi đó là không có, gọi là khi mà chúng mình mà vào ở trong cái chỗ mà Chen Chiu đấy, thì chúng ta đang tập luyện, cho nên là bây giờ chúng ta mới làm video để mà review về anh ấy được nha các bạn. Rồi, bây giờ thì nói chung là để bù lại, mình sẽ nâng cho anh ấy lên level 40 luôn nha các bạn. Không cần phải chờ sự kiện, ta sẽ nâng lên level 40 luôn để bù lại cho các bạn. Rồi, wow, tuyệt vời. Với sức mạnh của một chú rồng cấp 9 như báo chú rồng khác và được nâng lên level 40 khi mà chưa có gì cả, chưa sao, chưa rank, nói chung là chưa có thì là đồng bạc nào dính túi cả, thì chúng ta sẽ có mức sức mạnh là 30k và đó là máu, và mức đam là 6k3. Với cái ngưỡng sức mạnh gọi là thế này thì nếu như mà xét ra thì nó cũng khá là ổn áp. Thì chúng ta tính với lại những rồng khác nha, ví dụ như là bây giờ mình sẽ đếm chú rồng này. Trong này thì nói chung á là đã có rank C rồi và đã được là lên cấp 40 cũng như là cấp 10. Thì đây chúng ta khá giả hơn tí xíu là 36k nha các bạn. Đấy, đây, ví dụ chú rồng Millennium đi. Anh ấy là một chú rồng cấp 5 và anh ấy chỉ mới là lên rank C, gọi là C trừ thôi. Có nghĩa là anh ấy được thêm là 5%. Nhưng mà lượng máu của anh ấy thì chỉ ở mức là 29,5 và lượng đam là 6k1. Chứng tỏ là khoảng tầm anh ấy là cấp C đi, rank C thì mới là bằng được với lại anh chàng hoặc là thủ lĩnh Clan 8 chúng ta nha các bạn. Nói chung ở đây là một cái ngưỡng nó cũng khá là ổn áp so với lại những chú rồng cũng chưa có rank khác nha các bạn. Ok, và chúng ta sẽ có những cái hình thái, nói chung là hình như là giờ chúng ta gọi là chỉ có hai hình thái thôi các bạn, rất là tiết kiệm luôn. Một là hình thái baby skin và hai là trưởng thái, là hình thái trưởng thành nha các bạn. Ok, và bơ thì nói chung là chỉ có bơ là tăng vào là để mà like thôi, cho nên là không có ép bơ gì hết nha các bạn. Hoặc thậm chí là có bơ thì chúng ta cũng ép cho vampire he he. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi vào gọi là bộ skill các bạn. Trước tiên mình sẽ phân tích bộ skill của anh chàng này. Anh chàng này có cho mình skill đầu tiên là hệ băng, thì nãy sẽ bị là khắc chế bởi hệ lửa và hệ thép. Nhưng mà nói chung là hệ thép thì cũng hiếm, chỉ là hay là bị hệ lửa thôi các bạn. Và anh ấy có thể dùng hệ băng của mình để khắc chế được hệ đấu sĩ và khắc chế được hệ lá. Đấy, rất ngon không nào. Hệ đấu sĩ anh ấy thì có thể là đánh bay cả lửa và đánh bay cả đất. Rồi, còn hệ lửa của anh ấy thì có thể là đốt cháy lá và làm tan băng các bạn. Đấy, còn hệ đất thì chúng ta có thể là đánh bay những cái là bóng tối và đánh bay điện. Nói chung thì anh ấy khắc chế được là 7 hệ, bởi vì hệ lửa và hệ băng thì đều khắc chế chung hệ rồi. Nhưng mà như vậy cũng khá là ổn áp các bạn. Đấy, nói chung là khá là ổn áp rồi, 7 hệ nha. Đây thì nếu như gọi là các bạn cảm thấy là 7 hệ thì chúng ta vẫn còn chưa có thỏa đáng lắm, thì chúng ta sử
ta xem những cái thế hệ thuộc Liên Lan trước thì người ta khắc chế được mấy hệ nha. Tất nhiên là chúng ta chỉ khắc chế được tối đa là 7 hệ thôi. Tại vì những thế hệ trước thì chúng ta đa phần là có một cái skill đặc biệt trong đó, như là thủ lĩnh clan đồ gì thì hay có là primal nè, thủ lĩnh đời trước thì có skill gió nè. Đấy, hầu như là đến bây giờ thì mới có một anh chàng là hoàn toàn là hệ bình thường. Nhưng mà bù lại một cái nha các bạn, để những thủ lĩnh clan trước thì mức đam skill sẽ không bằng chỗ rồng này các bạn. Đấy, đây mới là điều mà chúng ta cần lưu ý đến nè. Chúng ta sẽ có skill đầu tiên là skill là băng cộng nha các bạn. Trời ơi, băng cộng. Và đây là khi chúng ta train lên thì được tăng là 85% lượng đam. 85% lượng đam của cái mức đam này thì nó tương đương là 1.950 cho các bạn. Đấy. Rồi để mình tìm lại anh chàng này. Đó, 1.000 rồi. Và chưa graphic thì đâu đó nó sẽ tầm là 1.500 đam các bạn. Ôi, graphic cũng được. Manga Storm cộng các bạn. Trời ơi, Manga Storm cộng là một cái skill mà nói chung là rất là bá cháy trong cái dòng chiêu hệ lửa. Manga Storm cộng thì đâu đó nó cũng mang đến lượng sát thương là tầm đây các bạn, bằng với skill kia là 1k950 nha các bạn. Và skill hệ đất thì hệ đất nó nói chung là bình thường, nó cũng khá là bình thường thôi. Nó tầm là 1k, bao mình xem thử nha. Đây 14 nè, 4% thì đâu đó khoảng tầm K3 hay là K4 gì đấy. Nói chung là cũng khá bình thường thôi. Rồi, mình thì chú ý đến ba skill này, có cả Warfix cũng là một skill mặc dù là không có cộng nhưng mà cái đam của nó thì nó cũng khá là cao rồi. Hai skill này. Đấy, rất ok nha các bạn. Vì nhiều bạn ta là than chê là anh chàng này yếu các bạn. Nhưng mà 7 hệ là cũng là ok rồi. Đó là hệ băng đầu tiên, nói chung là cũng không sao cả. Và chúng ta cũng có những cái hệ khác gọi là cái skill đam to ta bù vào. Khi mà các bạn thấy rồi đấy, chú rồng thủ lĩnh gọi là chú rồng Abo của chúng ta chỉ có là cấp 5 thôi, nhưng mà chơi skill hệ băng giá, hơi thở băng giá là đã có mức đam là khủng khiếp như vậy rồi. Mà đến anh chàng này gọi là có luôn cả gọi là hai skill mà 1k9 mà có luôn cả Manga Storm cộng các bạn, thì cái lượng đam của nó là bá cháy khi lên được là level 70. Ok, nhìn chung thì ở trong đây mình đánh hết rồi, không có chỗ để mà cho anh chàng chúng ta test thử. Mà chúng ta mà cho ảnh lên đây là nhiều khi là ảnh chịu không nổi đâu các bạn. Đây các bạn, đây thì không có chịu nổi, tại vì trong đây là chiến trường, là nói chung là chiến trường trong đấy rất là tàn khốc. Và mình cũng sắp lên là Run Master 2 rồi, sẽ làm video lên Run Master 2 sau nha. Và bây giờ chúng ta sẽ đánh ở đâu? Chúng ta sẽ đánh ở với bạn bè nha các bạn. Nói chung chỉ còn cách đó thôi. Trong quét thì chúng ta đã hết quét rồi, quét cho ít quá các bạn. Chỉ có một cái quét thì đâu mà chúng ta là đánh nhiều đúng không? Cho nên mình sẽ đánh ở trong ranking nha. Và ranking thì nói chung chúng ta cũng sẽ lựa chọn những đối thủ gọi là khá là ok đi, làm sơ khai nha các bạn, tại vì đội hình chúng ta cũng gọi là cho chú rồng sơ khai mà. Ui trời ơi, đánh mình quá trời quá đất luôn các bạn. Ok, có một bạn là Đồng Quốc An. Hy vọng bạn này chúng ta có thể là khá là sơ khai nha các bạn. Mình sẽ để cho chú rồng Blood God ở đây. Chung là chỉ để là ra oai thôi các bạn, thị uy danh chúng vậy đó. Ok, và chúng ta sẽ đẩy. Rồi, mong là anh ấy có thể 1 cân 3 nha các bạn. Tại vì với sức mạnh của một chú rồng lay cảnh cấp 40 thì cũng không phải là yếu đâu các bạn. Ôi thôi rồi, ôi thôi rồi. Bạn này nhìn level 30 không? Mốt. Mà đội hình thì cũng tương đối là khá ổn áp đấy. Mình sẽ giúp cho gọi là chú rồng Flash Địch chúng ta một anh chàng đầu tiên. Ok, trời ơi. Rồi các bạn thấy cái này, thấy thấy nó liên tưởng đến cái gì không? Giống như trận chiến của một siêu anh hùng chiến binh đấu với lại quái vật ở ngoài hành tinh các bạn. Chúng ta gọi là bảo vệ cho vùng đất băng giá, quái vật kia là đã hấp thụ năng lượng pha lê băng giá và đang cố gắng là ăn sạch những cái năng lượng ở trên hành tinh của chú rồng thủ lĩnh Clan 8 các bạn. Cho nên ấy sẽ vác kiếm và vung một đòn khá là gọi là đau đớn, chính là đòn đất này, một gọi là 19k. Bên kia cũng 19k luôn các bạn, trời ơi. Thì ra là chú rồng quái vật này anh ấy đã tích tụ cho mình một lượng năng lực, gọi là một lượng năng lượng quá nhiều. Anh ấy đã lên được một sao cho nên level 30 và anh ấy đối kháng với mình level 40. Hơn nữa anh ấy đã trải qua là cạp cạp được vài người rồi, anh ấy lên rank C trừ rồi các bạn. Nhưng nhân danh thủ lĩnh gọi là anh hùng, chúng ta sẽ chảm yêu trừ ma đó. Rồi các bạn, quá là ghê gớm luôn, nhưng mà bây giờ chúng ta phải nói lời goodbye rồi. Hay giờ ta sẽ trở lại sau, là quay lại sau nha các bạn. Và Nubakachi đấy.
Ok, và trong rifle này thì không biết là chúng ta có một cái người hộ vệ phía sau rất là dữ dằn. Đấy, một đấm 104k các bạn. Quá là hung dữ các bạn. Trời ơi, nói chung một mình gọi là Blood God để mà thả ra hành tinh của anh chàng đó, kiểu câu chuyện đó nó có thật thì chắc là Blood God càng quét nguyên cả đội hình sao bộ luôn các bạn. Thế thì còn làm ăn được gì không các bạn? Rồi, ok, chúng ta sẽ đi tìm bạn tiếp theo mà. Rút kinh nghiệm chúng ta sẽ để cho level thấp hơn nữa nha các bạn. Vì nhiều bạn level 30 mấy mà có mấy chú rồng là A cộng rồi gì, 35 rồi gì, rồi 1 sao rồi lum đà la. Thế thì sao mà chúng ta là phát huy sức mạnh đi cầm kiếm tiêu diệt quái vật đúng không các bạn? Đấy, mình sẽ lựa chọn những bạn có level thấp thấp một xíu nha. Ok, mong là các bạn ấy chúng ta cũng để rồng vừa phải thôi. Ôi ôi, đông quá các bạn. Đấy, lướt khá là mỏi tay luôn. Đây, bạn đông quốc an đây rồi. Kéo xuống nữa nè. Kỳ vậy, sao mà toàn là những bạn level cao không các bạn? Trời ơi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Bạn Fire Gold LK các bạn. Đây sẽ là một cái cơ hội tỏa sáng đấy. Ok, mong là mình sẽ ăn được ba luôn nha các bạn. Rồi, chiến đấu nào. Hãy cầm kiếm và chiến đấu. Rồi ôi các bạn. Nói chung là đánh ở trong đây á, thỉnh thoảng là nó lag lắm. Mình đánh xong cái mình giờ thoát ra rồi mình vô lại con. Úi xôi ôi, level hai mấy nhưng mà đội hình rồi gì nói chung là cũng khá là ổn áp các bạn. Cái này thì chắc là mình thôi, rồi hai phát nào, chiêu chiêu thì đá nè, 10k không xong rồi các bạn, đá khá là yếu. Hèn chi skill rồi đấu sĩ nè, ui trời cũng 10k luôn các bạn. Thế thì làm sao mà chúng ta có thể là chém được chả nhiều yêu ma không các bạn? À, cơ hội đến rồi nào, chả yêu trừ ma nè. Ui trời quá tuyệt vời, nice luôn các bạn. Ok, chúng ta đã thành công là tiêu diệt hai thành viên tên bạn. Giờ chúng ta sẽ lăn trong bóng tối. Ui trời ơi. Rồi đó, nói chung là được thêm hai thành viên nữa các bạn. Giờ chúng ta được 3 điểm rồi, thêm hai người nữa. Chúng ta sẽ lên được rank C trừ cho anh chàng này. Nói chung là với mức sát thương chúng ta trend lên thì nó rất là ổn áp các bạn. Dù sao ấy mà các bạn chúng ta cố gắng lên được rương 6 đều đều thì chúng ta được 5 sao, em muốn ta nâng lên level 60 70 ấy, thì lúc đó là cũng mạnh rồi, ai chê các bạn không. Mình là chút rồng cho dù chúng ta có mạnh đi, kiểu mà khắc chế luôn cho là 8 hệ đi, rồi hệ đôi gì nói chung là các bạn thích hệ gì có hệ đó luôn đó, nhưng mà các bạn không nâng sao được đấy, các bạn không có cơ hội để mà vun đắp tài nguyên thì cũng không bằng một chút rồng chỉ khắc chế được có ba hệ giống như là Kratos thì cũng gọi là ghê hơn các bạn. Đấy, dễ hiểu là như vậy không các bạn? Cho nên là chúng ta hãy chấp nhận và chúng ta hãy thoải mái đi nào. Mình đánh giá là anh chàng này chúng ta khá là ok nha, không có phải là bị chê yếu như những bạn mới ra là bảo như vậy đâu. Ok, bạn Nam thôi nha. Trời ơi, thôi nha, thôi nha. Thế là thôi rồi các bạn. Mình sẽ để một để cho rồng nên thần đi. Đây, để thêm lúc rồng nào đó chiến chiến vào. Chiến chắc là thủ lĩnh clan đi. Rồi. Đây thì mọi người chúng ta đánh, chúng ta sẽ biết là mình đang luyện tập cho chú rồng Flastic Revenge. Nhưng mà muốn đánh chú rồng Flastic Revenge của mình là phải trải qua hai anh chàng to xác ở phía trước. Mặc dù cấp 40 nhưng mà nói chung là trời ơi bạn ơi, sao mà có một chú rồng thối dở. Buồn thiệt sự các bạn. Lướt mỏi tay luôn mà có được một chú rồng các bạn. Cần thêm một chú rồng nữa, chúng ta phải đánh thêm một trận nữa rồi. Ok. Làm thôi nha. Thôi luôn các bạn. Lử thôi, lử thôi. À hay quá. Ta đã qua được bên đây các bạn. Thêm cho rồng qua tốt nhỉ. Ok, để rồng là thủ lĩnh clan 6 đi. Đó. Rồi, rồng Flash thì cũng đâu rồi. Không phải, không phải các bạn. Đây, mong là lần này chúng ta nói chung chỉ cần một thành viên thôi. Rồi ok, lưỡng thời ơi. Trời ơi. Ây da, thời tới rồi các bạn. Bây giờ siêu anh hùng mới xuất kích nè các bạn. Chém chém chém. Đây, chạm này đó, rồi rồi quá mực mà các bạn. Giữa cái thanh đao này. Chạm này, ôi ôi, 20k các bạn. Đó, ôi ôi, chạm tiếp.
đấy. Nói chung là lượng đam trung bình 10k là ok rồi, chưa có trend chiêu nha. Trend lên chắc là cũng được 12, 13k gì đấy. Nice, ui xoài. Rồi nha các bạn, chúng ta đã thành công cho anh chàng ấy lên được mức C trừ. Xem như cũng đã review xong rồi đó. Xong rồi các bạn. Mà xem chúng ta trong sự kiện chúng ta đi được tới đâu rồi, tích được bao nhiêu rồi. Đang cũng khá là không biết các bạn. Ok, chúng ta đi được đến đây và nói chung là được 6k8 rồi. Với lại ngày mai là nói chung là sắp hết sự kiện này. Mình có khá là nhiều cái... Đây, chắc là phải mở live stream thôi các bạn. Mà đi hết cái đống này. Ok, và video của mình đến đây hết rồi. Hẹn gặp lại trong những video lần sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye. Chia sẻ cho thầy luôn. Các em, chia sẻ cho thầy đi.